Xin chào mọi người đến với kênh Tô Màu. Mình ngày mai chúng ta sẽ lo tô một chanh chục cá này nhá, cái chỗ đầu nhé. Mình sẽ dùng màu hồng tí để tô chục cá này chứ. Sẽ dùng màu tím. Thì tôi cũng phải vào lại con cá. Xinh đẹp. Xinh nhà thơm tô phần đó.
Ok vậy mình đã tô một số bức tranh này dành nhau mọi người. Cảm ơn mọi người theo dõi video này của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye bye.